Tòa án Tối cao Mỹ mới đây đã quyết định đình chỉ thi thực thi phán quyết của tòa án ở bang Texas cho phép hai nhà sản xuất của bang này bán các bộ phận và công cụ có thể sử dụng để tự lắp ráp thành súng cầm tay hay còn gọi là súng ma, loại súng khó truy tìm nguồn gốc. Với quyết định này, một lần nữa tòa án tối cao Mỹ ủng hộ chính sách của tổng thống Joe Biden về quản lý loại súng này. Đây là lần thứ hai thẩm phán tòa án tối cao Mỹ đưa ra quyết định đi ngược lại phán quyết của thẩm phán Reed O'Connor thuộc tòa án sơ thẩm liên bang ở Texas đối với cùng một vụ việc. Phán quyết của ông O'Connor ngăn chặn việc áp dụng một quy định liên bang về kiểm soát súng tự chế đối với hoạt động bán hàng của hai nhà sản xuất Blackhawk Manufacturing và Defense Distributed đều ở bang Texas. Theo số liệu của Nhà Trắng, số liệu súng ma mà các cơ quan thực thi pháp luật giao lại cho ATF để truy tìm nguồn gốc đã tăng lên khoảng 20.000 khẩu, tăng gấp 10 lần so với năm 2016. Tổng thống Mỹ Joe Biden ra xác lệnh về việc tăng cường ngăn chặn tình trạng sử dụng súng ma, loại súng được tự lắp ráp, không đăng ký, khiến cơ quan chức năng không thể quản lý. Tuy nhiên, các tổ chức vận động chính sách và nhiều công ty sản xuất hoặc phân phối súng đạn ở Mỹ đang tìm cách kiện ra tòa để ngăn cản quy định trên.